Yo. Yo. Chú Quán ơi, cho thêm bia đi. Cho thêm bia đi. Thôi, thấy mình sai lắm rồi đó. Mình mà uống nữa, ngồi sau chạy xe về. Đúng sai vậy. Cái gì mà sai? Hôm nay mình rất là vui. Để cho mình uống đi, đúng không anh hai? Thôi, uống bao nhiêu đó đủ rồi. Mai anh cũng đã mệt rồi. Sáng mai anh còn phải đi làm sớm nữa. Làm gì mà làm? Không cần phải lo. Kể từ ngày hôm nay anh hai không cần phải làm gì hết. Em nè, từ hôm nay em sẽ đi làm để lo cho anh hai. Em sẽ là bác sĩ giỏi nhất của Á Châu. Người ta nói là tiền thường thường đi đôi với tài, đúng không? Đúng, mình nói em đúng. Em sẽ lo cho anh hai và lo cho mẹ anh luôn. Anh tin em. Nhưng mà anh cũng được. Có công việc riêng của anh. Anh còn phải đi làm. Nè, em quên là anh đã từng nói với em là khi mà em đã có công việc ổn định rồi á thì anh sẽ lập gia đình. Nè, Mai Anh á, tương lai là chị dâu của em. Bây giờ em phải gọi là chị mới đúng đó. Chị thì chị. Mà uống đi, hôm nay em vui lắm á. Được rồi, vô, chú Minh. Vô. Vô. Uống ít thôi, em say lắm rồi đó. Tính tiền em ơi. Ôi, về thiệt hả? Alo. Dạ. Sao chị? Là bạn hàng quen hả? Dạ được rồi, dạ. Em sẽ tới liền. Em sẽ kêu thêm một số anh em nữa. Dạ. Dạ dạ. Ai gọi vậy? Em à, anh xin lỗi nha. Anh không thể đưa em về nhà được. Bây giờ có công việc gấp quá. Anh phải đi làm cùng một số anh em. Chắc là phải tới sáng anh mới về đó. Anh đi đi. Em gọi taxi em về nhà. Nhưng mà taxi mà taxi. Gái nữa. Uống rượu bia vô sao đi taxi một mình được. Không có đi taxi. Mình sẽ đây là anh hai. Xin lỗi anh hai. Em sẽ chở chị hai về. Yên tâm đi. Chị tốt quá. Nè, em chạy, phải chạy cẩn thận nha. Mai Anh nãy giờ uống cũng nhiều lắm đó. Nè, lúc chạy á, nhớ quay lại coi Mai Anh có ngủ gục không, có biết chưa? Yên tâm. Chạy từ từ thôi nha. Để em. Anh đi trước đi. Đi. Anh đi đi. Anh vô tính tiền xong rồi anh về luôn đó. Vậy nha. Dạ. Anh hai đi, cẩn thận á. Vô nè. Uống hết này rồi về chị hai. Trời ơi. Ý, cái trái này ngon nè, đây anh lột cho. Để anh chị em ăn. Ngọt quá ngọt. Ngọt ghê luôn á, ăn thử đi. Cho một miếng nữa nè, miếng cuối á. Ngon quá. Không biết ăn hả? Ăn luôn cho. Cảm ơn nha, út ngon thiệt á. Trời ơi, ăn hết của người ta. Ủa, của em hả? Trong nhà còn kìa. Lấy cho anh trái nữa. Hết rồi. Ủa gì còn có con trái đó hả? Anh đền đi không biết đâu. Anh xin lỗi, anh lỡ ăn rồi. Đền mà cách nào ta? Đền đi không biết. Thôi để suy nghĩ rồi. Được rồi. Em thích ngựa đúng không? Lên lưng anh cởi đi chơi nè. Cổng đi. Rồi. Nặng quá. Người gì đâu mà nặng quá. Ôi. Tha cho anh lần đó. Nóng quá.
đây. Ôi chỗ đoạn này hay nè. Biết gì đâu hay. Anh chưa có xong mà. Em đọc xong rồi. Em có xong thì kể em. Em đọc qua rồi. Anh mà. Chưa có xong mà. Đặt lại qua kia đi. Thôi. Thôi. Thôi đọc tiếp đi. Đi đây. Mượn đi. Thôi đọc chung nè. Thôi mà mượn đi. Thôi. Cho mượn đi. Thôi. Mượn chút đi. Đọc chung. Rồi rồi rồi. Đây. Thôi đọc mình luôn đi. Ôi ôi Mai Anh. Anh xin lỗi mà Mai Anh. Trà này ngon quá ha chị. Mấy rày ông châm cứu chị thấy đỡ không? Từ ngày tới anh Tuy bắt mạch á, tôi thấy trong người khỏe hẳn ra đó chị. Anh yêu em lắm không? Nhưng trớ trêu thầy, em lại yêu anh trai của anh. Ngày hôm nay nhất định em phải là của anh. Em phải là của anh. Đi đâu mà không nghe máy vậy trời? Sao điện hoài mà không nghe vậy? Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi. Bà làm cái gì vậy hả? Bà làm cái gì mà đêm hôm khuya khoắt bà gọi điện thoại réo? Tôi giật mình, tôi ngủ không được. Tôi phải dậy ra tôi coi. Trời đất ơi, nó để điện thoại nhà luôn hả? Chứ gì nữa. Trời ơi, tôi gọi hoài nó không chịu nghe máy. Tôi chết rồi. Trời ơi, con gái ông đi tới giờ này còn chưa về, tôi đang gọi cho nó nè. Cái gì? Giờ này mà nó chưa về nhà nữa hả? Tôi đợi nó từ nãy tới giờ, tôi sốt ruột quá tôi gọi đây nè. Ai về nó để điện thoại ở nhà luôn vậy nè? Tôi tưởng là điện thoại nó để dưới bếp rồi nó ngủ trên lầu chứ. Đâu có. Mà bà gọi điện thoại cho thằng Hào hỏi thăm nó chưa? Tôi gọi rồi, nhưng mà cái máy của thằng Hào sao mà nó cứ tò tí te không à? Bởi vậy cái thằng này nó tiết kiệm quá mà. Cái điện thoại cứ hư tới hư lui mà ông chịu bỏ tiền ra sửa, bây giờ gọi không được này nè. Thiệt không biết tính sao nữa. Ôi, chán thiệt á. Chán chán cái gì? Bà gọi đó bà chán tới sáng luôn hả? Tại sao bà không gọi điện cho thằng Minh, rồi gọi điện cho ai đó hỏi thăm coi biết con Mai Anh ở đâu không? Ông biết bây giờ mấy giờ rồi không? Ông nghĩ sao bây giờ tôi gọi tùm lum người hết, rồi phá giấc ngủ của người ta, người ta chửi tôi rồi làm sao? Thiệt. Bây giờ làm sao đây trời? Ờ mà ông. Cái gì? Sao tự nhiên tôi với ông lo chi vậy? Bây giờ nó đi với thằng Hào mà, bồ nó mà. Tự nhiên giờ tôi với ông ngồi đây lo làm chi? Tôi không phải là tôi lo cho nó, mà tôi bực mình nó. Bực mình cái gì? Tôi bực mình cái chuyện này. Nó lớn rồi, nó có chân đi thì nó phải có chân về. Lo lạc cái gì? Cái mà tôi sợ là tôi sợ trộm sớm biết con gái của mình nó đi chơi với trai khuya lắc khuya lơ mà không có chịu về nhà, hiểu chưa? Ông mắc cười thiệt á. Bây giờ dù sao thì hai đứa cũng sắp đám cưới rồi đúng không? Nó đi chơi với nhau là chuyện bình thường thôi. Mà thằng Hào ông biết tính nó rồi. Trời ơi, cái thằng đó nó đạo đức lắm, có trách nhiệm lắm. Nó đâu có thể nào mà để cho con Mai Anh nó mất mặt với người ta. Tôi biết, bà biết, hai đứa nó biết. Nhưng mà trộm sớm có ai biết đâu, bình thường có ai biết đâu. Ở đời nó ngộ lắm, không làm thì thôi, mà đã làm cái gì mà khác thường á thì người ta sẽ đàm tiếu à, hiểu không? Thôi được rồi, thôi bây giờ vậy đi, ông đi vô ngủ trước đi. Bây giờ là tôi sai, tôi không có dạy con được. Bây giờ tôi chịu trách nhiệm, tôi ngồi ở đây nè, tôi đợi nó về để tôi xử nó, được chưa? Rồi sáng ngày hôm sau á là ông dạy ông xử nó đợt hai, được chưa? Bà, thôi thôi thôi, đi vô giùm tôi cái đi, để cho tôi yên. Nhanh lên. Rồi bà định ngồi tôi ở đây tôi sáng tôi luôn đợi tụi nó. Ông đừng có lo cho tôi. Bực rồi, mình ông đi bà vô đi. Thiệt tình à?
Ê, nè. Ê. Nè. Ông có sao không vậy? Tôi chóng mặt một chút à, không sao đâu. Chờ tôi chút nha. Nè, uống miếng nước cho khỏe đi. Tôi cảm ơn anh, không có anh nãy giờ tôi tiêu rồi. Có cái gì đâu, chuyện nhỏ mà. Sao không được khỏe trong người mà không nghỉ vài bữa đi? Con gái tôi năm nay vô lớp 1, qua trường mới, nên tôi cần tiền để lo cho nó nhiều, để bằng bạn bằng bè. Tôi có cực khổ bao nhiêu cũng không sao, miễn sao cho con bé khỏi tủi thân, không thua kém người khác là được. Đời bây giờ á, không có tiền á, sống không được đâu anh. Ừ, cảm ơn. Tôi cũng mong là con gái của anh nó hiểu được là ba nó phải cực khổ như thế nào để nó có được như bây giờ mà phấn đấu học hành. Chứ tôi thấy tuổi trẻ bây giờ sao mà chán quá, không chịu lo ăn học đàng hoàng, tạo dựng cơ ngơi, toàn là ỷ vào cha mẹ rồi đàn đúm ăn chơi. Mình chỉ biết làm tròn bổn phận của người cha, người mẹ. Còn tương lai con cái ra sao á, tôi thấy mình không thể kiểm soát được. Tụi nó bây giờ biết khôn á thì nhờ, dạy thì chịu. Quan trọng á, mọi đứa biết suy nghĩ anh à, chứ mình đâu có sống đời mà lo cho tụi nó được. Nhìn ông vậy mà cũng thoáng quá trời ha. Còn tôi á thì khác, tôi đã đánh đổi và hy sinh tất cả để lo cho tương lai của thằng em tôi, thì tôi bắt buộc nó phải nên người. Bằng không hả, tôi thà không có nó thì hơn. Chưa đụng chuyện á thì ai đó cũng được hết á, chứ mà đụng rồi á thì ai cũng như ai thôi. Tôi thấy không thể nào thắng nổi cảm xúc đâu. Để tôi coi tới lúc thằng em công á nó đổ đốn rồi ông tính ra sao. Còn lâu á, em tôi nó mới đổ đốn. Nó bây giờ đã tốt nghiệp bác sĩ loại giỏi và đang làm ở một bệnh viện có tiếng đó. Ai không tin, nhưng tôi thì tôi tuyệt đối hoàn toàn tin tưởng vào nhân cách của nó đó. Tôi thấy anh nói hay á. Vậy mà anh còn làm bắn sống bắn chết cả đêm chi vậy? Bộ anh tính lo lót cho nó vô bệnh viện trung ương để cho nó vững chắc hay sao vậy? Trời, đời tôi ghét nhất là gửi gắm lo lót. Thằng em tôi nó có thực lực thì phải tự chứng minh nó để mà tiến thân chứ. Chứ dùng tiền mà để mua chân đứng hả, thiên hạ người ta coi khinh lắm. Tôi á là tôi ráng cài thêm để tích cóp cho tương lai của tôi. Tôi không có muốn sau này vợ con tôi nó phải khổ. Ồ, mới có 30 tuổi mà nói chuyện như là 50. Bộ anh dự định đám cưới hay sao vậy? Phải là cái cô hôm bữa tới tìm anh không? Thì tụi tôi cũng tính xong hết rồi. Nè, chuẩn bị nhận thiệp đi, sắp tới rồi đó. Công nhận cô bé đó có phước khi quen được anh. Cổ cũng biết quen được một người chồng biết suy nghĩ giống như anh. À, tôi chúc cho hai người sau này trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng rụng nha. Trời, làm gì chút sớm vậy cha nội? Bộ tính trốn đám cưới hả? Đâu có. Không có được với tôi đâu nha. Khỏe chưa? Khỏe rồi, cảm ơn. Uống thêm nước đi. Ừ. Ngồi nghỉ chút xíu nữa đi, tôi đi làm trước nha. Ừ. Nên ba má phải về quê gấp. Chắc tới chiều ba má mới về. Hết hồn.
ba ổ bánh mì đi chị. Dạ anh. Alo, Minh hả? Dạ. Em dậy chưa? Anh có mua bánh mì cho em ăn sáng nè. Em đang ở bệnh viện rồi anh. Anh ăn đi. Ủa, giờ còn sớm mà, sao em đi làm sớm vậy? Dù gì mình cũng là người mới mà, nên em phải đi sớm, không thì ảnh hưởng tới mọi người. Vậy cũng tốt. Từ giờ trở đi á, anh không cần phải lo cho em những chuyện như vậy nữa. Có gì á, em vào căng tin bệnh viện ăn cho tiện. Anh về tới nhà chưa? Chưa, anh đang ở ngoài đường. Mua bánh mì xong anh sẽ chạy về. Thôi, anh về ăn sáng rồi ngủ một giấc cho khỏe. Em xuống căng tin tìm cái gì ăn cái đã. Bye bye em nha. Nè anh. Dạ cảm ơn chị. Em. Dạ. Ủa, giờ này đang đi làm mà sao về đây vậy? Trời, anh làm xong sớm thì về sớm. Hèn gì. Hèn gì sao? Thì đi làm sớm quá rồi không có kêu người ta dậy chứ làm sao. Ủa, kêu em làm gì? Hôm qua thôi, mà hình như là em muốn không có quen á, cho nên nó dễ sai quá. Báo hại anh là phải đưa em về. Em ngủ không có biết gì luôn á. Ngó bộ lúc đó em xấu lắm không? Trời, em có bao giờ xấu đâu. Đối với anh em lúc nào cũng đẹp hết. Thiệt hả? Thôi, nhưng mà đừng có nhắc tới chuyện đó nữa, làm người ta mắc cỡ quá. Nhưng mà anh mua bánh mì chi nhiều quá vậy? Thì anh mua cho em với thằng Minh nè. Mà thằng Minh nó đi làm sớm rồi. Tội anh ghê á. Không ăn á thì đưa đây cho em, chứ đừng có bỏ. Mai mốt cưới xong á, mấy chị này để em lo nha. Gì mà mai mốt chứ. Trời ơi, chuyện cưới hỏi là chuyện quan trọng của đời người, đâu phải muốn nói ngày nào cưới là cưới đâu. Trước kia thì được, chứ đêm qua gạo nấu thành cơm rồi còn gì. Em nói đêm qua. Anh làm gì không nhớ hay sao mà còn hỏi người ta nữa. Ủa sao vậy anh? Không có gì. Thôi anh về nha. Dạ. Ủa nè, bánh mì. Em ăn đi. Cái ông này chắc hôm qua xỉn quá rồi không nhớ gì hết nè. Nè. Trời gì? Đất ơi, đêm qua mấy đứa đi ăn nhậu gì mà tới khuya tới sáng mới về vậy hả con? Dạ. Nè, lần đầu tiên con may anh nó bỏ nhà nó đi sáng đêm như vậy đó nghe không. Tại vì á, dì Dưỡng biết là nó đi với hai anh em con, cho nên là không có đi kêu đi kiếm nó. Thiệt tình, con gái con đứa gì. Lần sau á phải báo cho dì với lại Dưỡng biết một tiếng nghe không con. Dạ. Dạ con xin lỗi dì. Tại hồi hôm qua tụi con vui quá, uống say rồi, cho nên về lăn ra ngủ chứ không biết gì hết. Thôi đi đâu đi đi con. Dạ, thưa dì con đi. Dạ chào. Dạ xin chào. Tôi là Minh, làm việc ở khoa ngoại. Rất vui vì cô đã trở về. Mình đi em. Trước khi đi du học á là cô ấy đã chảnh rồi. Bây giờ về á thấy còn chảnh hơn nữa.
đúng là người ta có tiền, người ta có quyền chảnh mà. Nhưng mà em thấy là cô Nguyễn Lan là con của giám đốc thì chảnh cũng dễ hiểu thôi. Nhưng mà anh chàng người yêu kia em thấy cũng coi thường anh đó. Vừa rồi anh chào anh ta mà anh ta có thèm mờ hử với anh đâu. Coi bộ anh muốn làm bạn với anh ta cũng khó đó. Người giàu họ chỉ chơi với nhau thôi à, họ phân biệt lắm đó. Để rồi coi ai sẽ hơn ai. Em. Ừ? Anh ấy là người mà ba em hay nhắc đến đó hả? Hình như là vậy. Anh thấy đâu có gì đặc biệt đâu, mà tại sao ba em lúc nào cũng nhắc đến vậy? Anh nói thiệt nha, anh nhìn cậu ấy, anh có cảm giác là cậu ấy không có tố chất của một người bác sĩ cao tay nghề. Cậu ấy á mới làm được có một năm mà, thì sao so với anh, người có kinh nghiệm trên 3 năm rồi. Anh hơi tự cao rồi đó. Em yên tâm đi, anh biết phải làm gì mà. Ba em thường ít khi khen ai, trừ khi người đó có tiềm năng thực sự. Anh phải lo chứng tỏ năng lực cho ba em thấy đi. Cái ghế trưởng khoa đang còn trống đó. Ok, em yên tâm đi, anh sẽ không để cho em thất vọng. Được chưa? Cái mà anh muốn không đơn thuần chỉ là cái ghế trưởng khoa kia, mà là cái ghế giám đốc và cả cơ ngơi bệnh viện này nữa. Anh bỏ công việc ở nước ngoài về bên em cũng vì mục đích này thôi. Em nghĩ vậy, anh nên lập sẵn kế hoạch từng bước cụ thể đi. Với em, một khi đã không đánh thì thôi, mà một khi đã đánh thì phải nắm chắc phần thắng trong tay. Vì cái ghế đó có rất nhiều người đang nhìn ngó. Yên tâm đi, sau khi anh ngồi vào vị trí đó mình cứ liền nha. Chưa gì mà đã muốn cưới vợ rồi. Anh không những phải ngồi được vào vị trí đó, mà anh còn phải ngồi chơi dựng ở đó cho em, thì anh mới được cưới em, hiểu chưa? Nguyên cái bệnh viện này, cơ ngơi này là của ba em, trước sau gì cũng thuộc về em. Em suy nghĩ chi cho nó mệt vậy? Anh nên nhớ, hiện tại vẫn còn một kỳ đà cản mũi. Diệt Linh à, ba rất là thương nó, mà anh cứ nghĩ thử đi, chén sành mà đem đi so với chén kiểu thì sẽ như thế nào? Ủa, anh tưởng là hai người về chung nhà với nhau rồi, từ từ rồi cũng sẽ hòa thuận với nhau chứ. Anh nghĩ gì vậy? Em không bao giờ nhận nó là em gái của mình. Đối với em, nó là một loại u nhọt, lúc nào nó cũng tồn tại ở trong người của em, mà em luôn muốn cắt bỏ nó, anh hiểu không? Đến bây giờ mà em vẫn còn hiềm khích với Diệt Linh như vậy hả? Thật sự thì tất cả những chuyện đó là những chuyện cũ đã xảy ra rồi. Diệt Linh đâu có tội trong chuyện này. Cái gì? Anh nói gì? Nó không có tội. Vậy ai là người giết mẹ em? Chính mẹ của nó đã hại chết mẹ của em. Anh biết, nhưng đó là chuyện của người lớn, Diệt Linh đâu phải là người gây ra tội lỗi đó đâu. Đúng, anh không phải là em thì làm sao mà anh hiểu được. Vì ai mà mẹ em phải tự tử? Vì ai mà em phải trở thành một đứa trẻ mồ côi? Và vì ai mà em suốt ngày phải lo sợ rằng nó sẽ cướp đi tài sản của mình và bị chia sẻ tình thương của ba mình nữa? Ngày xưa mẹ nó là mối hận của mẹ em, vậy bây giờ nó là mối hận của em. Ok, bình tĩnh lại. Em đừng có nóng. Lan nè, anh biết làm có lý lẽ của mình, nhưng vì thương em, anh chỉ muốn góp một chút ý kiến của mình thôi. Anh không muốn em phải suy nghĩ tiêu cực như vậy, rồi lại ảnh hưởng tới tình cảm của gia đình. Dù sao đi nữa thì tất cả mọi việc cũng đã được sắp đặt hết rồi, em có làm gì cũng đâu thay đổi được gì đâu. Ý anh là sao? Bây giờ anh cho rằng những gì em nói và những gì em làm đều sai hết đúng không? Anh bênh vực nó đúng không? Không, anh không hề bênh vực. Em là người yêu của anh, tất nhiên là phải bênh vực em rồi. Làm sao anh có thể bênh vực Diệt Linh được? Thôi nè, nhìn anh nè, Lan, em đừng có giận. Chẳng qua là anh quan tâm lo lắng cho em thôi. Anh lỡ lời, xin lỗi em nha. Em đừng có giận. Ok.
Mới nói chút xíu mà đã nổi nóng với anh rồi. Cậu là sinh viên duy nhất nhận học bổng của Bệnh viện Á Châu suốt 7 năm liền. Điều đó cũng đủ cho tôi đánh giá cậu là một người rất chuyên cần và có ý chí phấn đấu cao. Với lại ca mổ vừa rồi, cậu chứng tỏ được năng lực của mình. Tôi rất vui là ở trong bệnh viện này có một người bác sĩ giỏi như cậu. Dạ. Thời gian học con chỉ mới qua giai đoạn thực tập thôi. Sau khi ra trường, con may mắn được giám đốc cho cơ hội về đây công tác. À, nhờ vậy con mới được học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm. Vừa rồi được giám đốc tin tưởng giao cho đứng chính mổ ca quan trọng. Con rất cảm kích. Con hứa sẽ nỗ lực hết sức để góp phần đưa bệnh viện càng ngày càng đi xa hơn nữa. Ừ. Về mặt chuyên môn thì tôi rất tin tưởng vào khả năng của cậu. Còn về y đức thì cũng phải qua quá trình lâu dài. Và tôi hy vọng rằng chuyện y đức đó cũng sẽ song hành với tài năng của cậu. Và nên nhớ, đó là điều cần thiết cho một người hành nghề y. Dạ, con xin ghi nhớ những lời giám đốc đã dạy. Con sẽ cố gắng để không làm cho giám đốc phải thất vọng đâu. À, tốt. Dạ. Dạ, thưa giám đốc, đây là hồ sơ bệnh án và phần phim chụp X-quang của bệnh nhân phòng A2. À, yeah. Dạ, cái này có bộ rất phức tạp đó giám đốc ạ. À, đây nè. Phức tạp đây. Bây giờ cậu cho gọi tất cả các bác sĩ khoa ngoại lên phòng họp cho tôi nha. Dạ, gọi hết tất cả hay là chỉ những bác sĩ giỏi thôi thưa giám đốc? À, gọi bác sĩ giỏi cho tôi. Dạ. Đây là xương bàn tay của bệnh nhân Quang, được chuyển từ bệnh viện tỉnh lên đây vào ngày hôm qua. Ở dưới đó họ đã phẫu thuật xếp xương thất bại, nên là một số gân đã chết, nên là không thể phục hồi được. Bệnh viện dưới đó làm việc sao bất cẩn vậy? Dù mổ lần đầu thành công thì tỷ lệ phục hồi đã giảm hơn 15% rồi. Đằng này còn làm chết gân nữa thì tỷ lệ phục hồi sau mổ là cực kỳ thấp. Ca này khá là phức tạp đó nha. Theo tôi được biết thì bệnh nhân này là cán bộ cao cấp về hưu sớm. Nếu ca này thành công thì danh tiếng của bệnh viện mình sẽ càng được nâng cao. Vì vậy tôi nghĩ chúng ta phải cố gắng tìm được phương án tốt nhất cho ca mổ này. Chuyện này dễ mà, đúng không bác sĩ Trung? Tôi đã xem qua bệnh án của bệnh nhân. Do các bác sĩ trước không cẩn thận nói một số dây gân không trùng nhau nên mới làm chết gân, dẫn đến tình trạng bệnh nhân bị tê liệt hoàn toàn cánh tay này. Phương án cấp bách hiện giờ là chúng ta phải mổ để sắp gân lại. Cho dù làm vậy thì tỷ lệ phục hồi sau ca mổ là không cao. Nói như vậy thì bác sĩ Minh có phương án nào khác hay hơn sao? Hiện giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra, nhưng tôi tin tất cả chúng ta ở đây sẽ tìm ra được cách tốt nhất. Cho nên đừng quá nôn nóng. Chữa bệnh cho bệnh nhân luôn luôn là việc làm vô cùng cấp bách đối với tất cả các bác sĩ. Chúng ta có thể chờ, nhưng bệnh nhân họ có chờ được hay không? Bác sĩ Khiêm à, cậu có thể trình bày phương án của mình cho tôi nghe được không? Dạ. Thưa giám đốc, trước tiên á, con sẽ cho mổ để sắp lại gân. Sau đó sẽ cho bệnh nhân tập vật lý trị liệu để tăng thêm tỷ lệ phục hồi. Con không dám là đảm bảo bệnh nhân sẽ phục hồi được hoàn toàn, nhưng mà con dám chắc là bệnh nhân có thể cầm nắm được đồ vật nhỏ và làm được những sinh hoạt thiết yếu thường ngày. Phẫu thuật nối lại gân đã khá phức tạp rồi, đằng này bây giờ phải nối lại những sợi gân bị lỗi nữa. Cậu nắm chắc tỷ lệ thành công bao nhiêu phần trăm? Theo các chỉ số sức khỏe của bệnh nhân hiện nay, tỷ lệ thành công của ca này là 70%.
Vậy thì tiến hành đi. Phiền bác sĩ Trung và bác sĩ Minh hỗ trợ cho ca phẫu thuật này. Dạ. Tôi tuyên bố là kết thúc hội chẩn. Chào bác sĩ Khiêm. Xin chào y dạ. tá Tuyết. Y tá Tuyết, tìm tôi có việc gì? Dạ, em muốn hỏi thăm bác sĩ đang sáng chưa, hay là bác sĩ có muốn ăn món gì không? Ở đây món gì em cũng biết hết trơn á. Bác sĩ muốn ăn gì? Tôi đã ăn sáng rồi. Vậy thì uống. Bác sĩ có muốn uống gì không? Để đâu coi. Ở đây có nước mát nè, có xăm mía đao nè, có nước mía nè, có rau má nữa. Bác sĩ muốn uống gì? Cảm ơn cô, tôi không có khát. Dạ, hình như là em làm phiền bác sĩ quá phải không? Không có gì, chẳng qua là cô nhiệt tình thôi mà. Thôi tôi chúc cô một ngày làm việc vui vẻ. Dạ. Anh chúc mình luôn kìa. Không ngờ anh vừa đẹp trai lại còn lịch sự dữ. Chắc em chết với anh quá. Chắc em chết với anh quá anh ơi. Thì ra là bác sĩ Minh, bộ bác sĩ chưa vô ca hay sao mà giờ này còn ở đây trình nghe chuyện của người ta vậy? Có, tôi đang trong ca đó chứ. Nhưng mà vì tôi có tính thương người, cho nên tôi phải lo cho những cô gái vì mù quáng lỡ chôn vùi thanh xuân của mình vô những cuộc tình không lối thoát thì phí cả cuộc đời. Cho nên mới nán lại đây để mà nhắc nhở vậy mà. Bác sĩ nói làm sao á, chứ tôi không có cần lối thoát gì hết trơn á. Yêu một người mà biết chắc là người ta sẽ thuộc về người khác thì cô không thấy là mình bị lãng phí sao? 30 cũng chưa phải là Tết mà. Biết đâu một ngày nào đó người về chung nhà với bác sĩ Khiêm không phải là Nguyễn Lan mà là tôi thì sao? Cô nói nghe như phần thắng sẽ thuộc về mình vậy. Cố quá, coi chừng thành quá cố đó nha. Bác sĩ không nghe người ta hay nói tài năng, sắc đẹp, gia thế cũng không bằng may mắn hay sao? Biết đâu tôi có được bác sĩ Khiêm nhờ một chút may mắn, và bác sĩ Minh cũng có Nguyễn Lan thì sao? Xét đi xét lại thì tôi thấy bác sĩ Minh đâu có thua kém gì bác sĩ Khiêm đâu, đúng không? Từ nãy giờ tôi nói chơi thôi, bác sĩ Minh đừng có để bụng nha. Bác sĩ cũng biết trong cái môi trường căng thẳng này nhiều lúc mình cũng phải đùa giỡn chút chút. Thôi tôi đi làm việc đây. Ba. Con. Dạ, chào giám đốc. Ba ơi, hết giờ làm rồi, ba đi ăn với tụi con nha. Ba còn nhiều việc quá, ba chưa về được. Thôi hai đứa đi ăn đi ha. Ba này, ngày nào ba cũng nói vậy hết trơn á. Riết rồi một tuần lễ con với ba không có ăn được một bữa nào hết á. Lớn rồi mà còn nhõng nhẽo như con nít vậy á. Đâu phải là ba không có muốn đi ăn cơm chung với tụi con, nhưng mà công việc á bắt buộc ba phải ở lại đây. Bác ơi, vậy thôi con xin phép con được giúp bác nha. Con vừa mới xong ca mổ khó nên về nhà nghỉ ngơi đi. Dạ. Hôm nay con thể hiện rất là tốt. Dạ, con cảm ơn bác. Ba, cả bệnh viện truyền tay nhau về ca mổ cho cựu cán bộ cấp cao nguyên cả buổi chiều nay. Họ rất là khâm phục anh Khiêm. Thành công của ca mổ này quả thật là nhờ bàn tay của bác sĩ Khiêm. Ba cũng mong đây là một tấm gương để cho các bác sĩ khác nhìn vào đó mà trau dồi. Ba, ba thấy con gái của ba có mắt nhìn người không? Phải như vậy thì con mới chọn anh làm chồng tương lai của mình chứ. Mà ba có định là thưởng gì cho anh Khiêm chưa? Lần này anh lập công lớn á nha. Nếu con hỏi vậy thì chắc chắn là con đã có câu trả lời đặng vừa ý con rồi phải không? Bởi vậy không có ai hiểu con bằng ba hết. Ba, con muốn ba cân nhắc vị trí trưởng khoa cho anh Khiêm, có được không ba? Thì ba cũng đã cân nhắc rồi đó. Thiệt hả ba? Ừ. Ba, chừng nào ba tuyên bố với các cổ đông? Chưa,
ba chỉ mới nghĩ đến thôi, chứ chưa quyết định. Cái chỗ đó thì phải dành cho một bác sĩ có tài và có tâm nữa. Dạ, tưởng gì chứ, tài và tâm thì anh Kim lúc nào cũng có thừa rồi. Bà mau mau quyết định đi, để tụi con còn tính chuyện kết hôn nữa nha. Ba nghĩ rằng lúc nào mà cảm thấy cần cưới là mình cưới thôi, chứ cần gì phải đợi ba quyết định vị trí trưởng khoa sao? Còn chứ ba, con đã ra điều kiện với anh Kim rồi. Con chỉ đồng ý kết hôn với anh Kim khi nào mà anh có chức trưởng khoa trong tay mà thôi. Kết hôn là vì tình yêu, bởi vì hai đứa không thể sống thiếu nhau. Chứ còn phải suy nghĩ là phải có chức vụ, rồi phải có điều kiện như thế nào rồi mới cưới nhau, cái đó không có tốt đâu con. Con thì không giống như những người con gái khác. Với con, tình yêu phải đi kèm với địa vị. Vợ chồng thì phải cùng tầng lớp và đẳng cấp, thì lúc đó mới có sự tôn trọng lẫn nhau. Với lại ba cũng lớn tuổi rồi, ba nên lưu về sau nghỉ ngơi đi ba, để cho vợ chồng con quản lý bệnh viện là được rồi. Ba cũng đang mong chờ ngày đó tới sớm, nhưng mà hiện tại ba vẫn chưa sắp xếp được tất cả mọi thứ con à. Lúc đó ba mới yên tâm mà nghỉ ngơi. Ba cứ tham công tiếc việc về hoài, tới lúc đổ bệnh ra thì lúc đó ba nghỉ hưu, đầu óc của ba cũng không có được thoải mái nữa. Thấy chưa, thấy chưa? Trời ơi, con gái của tôi chưa gì hết nó đã trù tôi đổ bệnh rồi. Thiệt là có hiếu ghê vậy đó ha. Muốn dành với mình sao? Đừng có hòng. Cả cái ghế trưởng khoa và thậm chí chức chủ tịch hội đồng quản trị cũng phải là của mình. Ai cản bước thì đừng có trách. Ủa, là anh hả? Dạ, chào bác sĩ Minh. Anh tới đây có gì không? Dạ, bà chủ tôi muốn gặp anh. Bà chủ? Dạ. Dạ, mời anh lên xe. Chắc không có gì đâu. Chào bà chủ, bác sĩ Minh tới rồi. Chào cậu, mời cậu ngồi. Dạ. Dạ bà chủ với bác sĩ Minh dùng ngon miệng. Dạ, xin phép bà chủ tôi ra ngoài ạ. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện nha. Dạ. Nếu không có cậu sơ cứu kịp thời, chắc là tôi đã mất mạng rồi. Còn không thì cũng bị liệt nằm một chỗ. Chị đừng có khách sáo như vậy. Nếu như tôi không làm như vậy thì người khác cũng làm vậy thôi. Cảm ơn cậu một lần nữa nha. Cùng ly. Mời. Dạ. Cậu. Cậu dùng đi. Dạ. Cảm ơn chị. Được rồi. Nhìn cậu còn trẻ, chắc là cậu mới vô nghề hả? Dạ, tôi làm ở bệnh viện cũng được một năm rồi. Có gia đình chưa? Bạn gái tôi còn chưa có, lấy gì có gia đình. Đẹp trai phong độ như vậy mà chưa có người yêu hả? Đẹp trai, nhưng mà tội cái nghèo quá cho nên là con gái không chịu theo. Bệnh nghèo dễ trị mà.
chỉ cần biết nghe lời thì tôi sẽ trị hết ngay. Sau này mình thích ăn gì thì cứ đến đây, sẽ được miễn phí. Tôi ăn mà không trả tiền làm sao mà coi được? Đây là nhà hàng của tôi, mình đừng có ngại. Thôi mình ăn đi, tôi gấp cho mình nha. Cảm ơn chị. Không biết đây là nhà hay là chợ nữa, mà ra vô giờ nào cũng được. Nghĩ cũng ngộ, cũng làm giờ hành chính giống như ai, mà người ta đã đi làm về từ lúc 5 giờ, còn mình á thì đi tới khuya mới mò về. Nè chị, chuyện đó là chuyện riêng của tôi. Tôi muốn đi đâu, tôi muốn làm gì đó là chuyện riêng của tôi, tôi không cần chị quản. Mà chị cũng thôi đi, sao lúc nào chị cũng xen vào chuyện của tôi, xét nét tôi hết vậy? Thân ngày nay lo, hồn mai nay giữ đi. Việc riêng hả? Thì cũng do nhà này đã có người giúp việc rồi, cho nên là ăn no, tối ngày đi rửng mỡ, rồi đàn đứng với ba cái thứ mà không có văn hóa. Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Chị nói ai ngưu tầm ngưu, mã tầm mã? Chị nói ai? Chị nói lại tôi nghe coi. Coi kìa, coi kìa, cái hành động gì vậy? Chợ búa. Nè, chị đừng có nghĩ mình cao sang mà coi thường người khác như vậy. Chị biết đối với tôi cái gì quan trọng không? Nhân cách mới là quan trọng. Còn chị á, những phù phiếm xa hoa, danh vọng hảo đó hả? Tôi không ham. Nè, sao? Tôi nói cho chị biết, cho dù hả có là ông này bà nọ, nhưng mà nhân cách rẻ rúng á thì cũng coi như không, không có giá trị với tôi. Mày nói ai rẻ tiền vậy? Học cái thói hỗn láo với người lớn ở đâu vậy? Tôi nói cho chị biết, chị lớn á mà chị không có tư cách thì chị cũng phải cúi đầu với những đứa biết lý lẽ thôi. Chị hai hiểu đứa không? Tụi mày có im đi không? Cái gì gặp nhau cãi lộn như chó với mèo vậy? Mỗi đứa nhịn một câu được không? Còn không có đứa em hỗn láo như nó. Con cũng biết cái tánh của chị con rồi đó, được nuông chiều từ nhỏ, cho nên nó ít để tâm tới cảm xúc của người khác. Con tuy là em, nhưng mà con lại điềm tĩnh, con suy nghĩ thấu đáo hơn, nên ba mong là con sẽ nhịn chị con một chút. Đừng có để những chuyện xảy ra như hôm nay được không con? Bà, con không hề muốn cãi nhau với chị Lan một chút nào hết á, nhưng mà dì chị cứ luôn miệng nói những điều khó nghe, có ý xúc phạm con và bạn bè con, nên con mới không nhịn được. Bà biết chị con cũng có hơi quá đáng, nhưng mà cũng vì nó lo cho con về khuya nguy hiểm, cho nên nó có những lời nói khó nghe như vậy thôi. Chị lo cho con hả? Chị ấy lo cho chị thì có. Chị sợ mọi người biết rồi coi thường, vì chị có một đứa em ngoài giá thú như con, rồi còn mắc bệnh nan y, sống bản năng, phóng túng. Bởi vậy ba đừng có áp đặt con. Những suy nghĩ của ba về chị Lan lên con nữa có được không? Con tự biết phân định đúng sai mà. Linh à, ba biết là ba không thể nào ép con nghĩ những gì mà giống như ba nghĩ, nhưng mà con là con gái, con đừng có nên đi sớm về khuya như vậy nữa, ba lo lắm. Hơn nữa sức khỏe của con cũng không giống như người ta, nếu mà xảy ra chuyện gì thì ba sẽ có lỗi với mẹ con lắm đó. Sức khỏe của con ổn mà. Chứng bệnh lupus ban đỏ của con á, nó không có nhẹ như con nghĩ đâu. Cho tới bây giờ thì vẫn chưa có thuốc đặc trị căn bệnh này. Đó là điều mà ba lo lắng nhiều đó con. Con người sống chết có số mà ba. Con lớn rồi, con tự biết bảo vệ mình, ba không cần lo đâu. Thiệt à, hai đứa tụi con có như nước với lửa hoài, làm sao mà ba không lo được? Bao nhiêu năm nay ba đã cố gắng tạo cơ hội cho hai chị em con gần gũi với nhau, để rồi thông cảm nhau, sống hòa thuận với nhau.
Nhưng hình như những sự cố gắng của ba đều là vô nghĩa hết. Ba đã đi gần hết đời người rồi mà vẫn chưa xóa bỏ hết những gút mắt của hai chị em. Bây giờ ba mới hiểu, cho tới lúc mà mình gần chết rồi, chưa chắc mình đã thấy được đó là cảnh mà hai chị em con sống hòa thuận yêu thương nhau. Cũng khuya rồi, ba đi ngủ đi. Con cũng hơi mệt. Con xin lỗi ba nhiều, tại vì con đã không giúp được gì cho ba trong công việc của ba như chị Lan mà lại khiến ba phiền lòng nhiều như vậy. Ba về phòng nghe. Dạ. Con ngủ ngon. Dạ. Con đã uống thuốc chưa vậy? Dạ uống rồi ba. Ngủ ngon nha con. Suốt đời sao mày cứ theo tao hoài vậy?